cái bếp ga rồi bán luôn cái bếp ga hên không? Dạ đúng rồi, cái kỳ đó là cách đây năm rồi năm kia đó, là lâu lắm rồi. Rồi lúc đó nó bệnh đó, rồi em mới không có tiền, mới điện ở trên chảnh người nọ thấy nó cũng, nó không có nó uống sữa nữa. Rồi sống cảnh gà trống nuôi con. Dạ. Thì tính khổ người tôm này nãy giờ tính tới giờ nó có đói thì mình đút cho nó đỡ được. Cái đó là cái lu gạo vậy? Dạ cái này là cái gạo. Dạ. Đòi hỏi gì hết, chỉ yêu cầu có cái nhà nó để che nắng che mưa với ổn định là em lo cho hai cháu này về sau. Là cái đó là mừng quý lắm. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị. Sáng ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại Út Đồng Tháp đang có mặt tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Và phía trước mặt hình ảnh cô bác quý chị đây là anh Hậu, vợ của anh thì mới mất cách đây vài ngày. Cô bác quý chị xem qua đoạn clip thì chắc có thể biết được rằng là khi mà vợ anh còn nằm bệnh viện thì anh Hậu phải ẵm hai bé đây nè, đi xin tiền để cho vợ mình. Và khi ngày về á thì khi chị mất thì chuyển về đây thì chỉ còn 20.000 đồng trong túi thôi. Được sự quan tâm giúp đỡ của quý mạnh thường quân thì anh cũng đã hoàn thành cái công tác hầu sự và lo cho chị nơi an nghỉ rồi cô bác quý chị. Và đây là cái nơi chỗ ở đây thiêu xong rồi chị an nghỉ ở đây anh nào ha. Dạ em dạ. Dự định đã, em là em để cho vợ em nằm ngay đó đó anh. Dạ. Rồi thiêu và chi phí đồ lo anh đang hết nhiêu anh Hậu? Rồi nãy mấy ổng nói chung ra thì cũng chưa có tính đó anh. Thì mình cũng còn đang băng rộng rồi thì chạy tới lui nè. Thì ông cậu ổng cũng như là từ sáng giờ nói chung ra qua nay ổng không có lên tại ổng cũng đang công chuyện của ổng vậy đó. Cũng chưa tính toán hết hả? Dạ. Thì em có để ví dụ từ từ em sẽ hỏi ổng nữa. Mình tính toán chi phí này hoa rồi hết thảy là có bao nhiêu gì đó. Đủ không? Số tiền đó thì có thể đủ không? Thì có bữa đó ông có lên em mới hỏi là ông nói đủ. Cũng có dư được chút đỉnh. Thì ông nói vậy đó. Cũng nhờ có quý mạnh thường quân cũng như là cô chú anh chị chung tay nhau mà anh Hậu đỡ phần lo lắng cho cái việc vợ của mình. Dạ. An nghỉ. Dạ. Mấy ngày nay mấy bé nó có nhắc mẹ dữ không? Dạ hồi sáng này nó cũng có nhắc. Nó thấy người ta làm cái này nè, cái nó nói vậy là đem nữa là nó đem mẹ ra đó hả ba, nó hỏi vậy đó. Cái mình mới nói là thì nữa mẹ có đi về nữa đem ra đó. Còn nó thấy cái hổ hài cốt qua nãy nó hỏi hoài. Nó hỏi cái đó là cái gì vậy ba, cái gì vậy ba? Bé nào? Bé này và bé này nữa. À vậy hả? Rồi cái mình mới nói là cái đó là cái bông sen để cho mẹ hỗ cho cũng như là phù hộ và độ cho mẹ mạnh khỏe. Chứ mình đâu có dám nói là cái hài cốt nằm trong đó đâu. Như hồi sáng này có bé này cũng có nhắc, rồi tới bé này nó cũng vẫn có nhắc. Nó ra trước tiên là bé này đi ra trước hỏi ba mẹ hỏi vậy đó, mẹ đâu thì mình mới nói là mẹ đi bệnh, chị bệnh chưa có về, để chừng nào khỏe đi mẹ về. Rồi là con sáng nay mình ăn cơm gì? Dạ thì giờ này em tính dự định là em hồi sáng đi mua có hai trái bí đó anh. Tại vì mình thấy hoàn cảnh mình nhiều khi còn này còn nọ nữa. Có bữa đó anh Bồ Hồ anh quyên góp cho em được 9 triệu đó. Thì em sẽ đổ vô cái này cũng có thể là cũng có 3 triệu hoài rồi. Thì bây giờ em đâu có dám ăn xài đó, sợ không đủ. Cho nên sáng có mua có hai trái bí à. Rồi đi về nấu canh nãy giờ chứ chuẩn bị nấu canh, ăn nấu canh chổng đó anh. Biết không hả? Dạ. Không có kho gì sao? Không, tại vì nãy giờ anh lu bu quá, em cũng chưa tính là... Đi vô trổng coi được cái ha. Dạ. Đi. Hôm nay thì tí xíu nữa thì... vừa họ chia sẻ rằng hôm nay thì một là thăm lại hoàn cảnh của anh Hậu.
Bùi Hồ cũng đi cùng với anh Hột với anh Vũ á, đang khảo sát để coi hỗ trợ lại cho anh cái ngôi nhà cho nó lành lặn hơn tí xíu. Tại ngôi nhà này bây giờ thì cũng coi như sập sệ hết rồi, mục hết rồi. Dạ. Cây cối thì cũng đã mục, vách này thì cũng bằng mà cái da này là gì anh Hột? Dán ép. Ở nhà nó rất là rộng luôn. Dạ. Mà có thì, mình thì ngay đây nè, ngay cái miếng cây hiện tôi anh chim đó. Hồi trước đó đó là nó sụp xuống, bắt đầu là mưa, mỗi lần mưa lúc nào nó cũng vậy chứ. Lúc đó nó sụp xuống luôn hả? Dạ. Giờ cái em mới chim đỡ cho cây nó mô lên vậy đó để cho nó nước nó thoát ra. Nhưng mà nó cũng vẫn đổ xuống ngay đây. Ừ. Đổ xuống ngay đây là nước nó tràn vô trong này anh. Hiện bây giờ nó còn cái dấu mà đóng gông rồi đó anh. Ừ. Đó. Nhiều khi thì có cái thau quự thì mình giáo việc đồ lấy mình hứng nước. Để mình thôi vô trong đi. Dạ. Có được cái nhà vệ sinh rồi. Bao nhiêu coi mục hết rồi. Hôm trước em nghe nói là có cái bếp ga rồi bán luôn cái bếp ga hên không? Dạ đúng rồi, cái kỳ đó là cách đây năm rồi năm kia đó. Là lâu lắm rồi. Rồi lúc đó nó bệnh đó, rồi em mới không có tiền. Mới điện ở trên chảnh là mới hỏi người ta cái chỗ mà mua bán bếp ga đó. Ừ. Thì người ta sẽ thu ra được một cái bình. Ừ. Đó là một cái bình là 200 ngàn, 200 mấy, cái mới cho thêm mấy chục ngàn được 300. Bán luôn cái bếp luôn. Rồi cái bếp ga thì người ta không có thu lại, tại người ta thu lại thì nó không bán được ai. Thế như vậy em mới bán cái bên nhà đó, bà cô túc ý này và đó bà mua tiếp thêm cái nữa, nhiều. Là cũng được 200 nữa. Trời tổng ơi, cộng được 500. Cái bếp ga là cái đồ nấu ăn mà bán luôn rồi. Dạ. Là bán trị bệnh cho chị hay sao? Thì nào ngay lúc đó thì phát bệnh lên lại á, thì lúc đó hàng ngày này nó mới có bò không à. Dạ. Thì cũng cách năm mấy nay rồi anh. Đâu ăn cơm gì đâu. Dạ đây em tính chuẩn bị nấu cái này nè anh. Ừ, canh bí. Dạ canh bí gì rồi với em nấu ra cái chín đó, em sẽ múc một tô canh với miếng dao để lên cúng cho vợ em. Ừ. Dạ, rồi mấy bé nó ăn cái gì? Còn hộp cơm thì sáng em mua cho mua về đó cho nó ăn sáng đó, mà tới giờ này nó chưa có ăn. Với mấy bao bánh trái và cái dài của đồ như bánh trái vàng mua còn đó thì mình thì sáng giờ nó lấy nó ăn rồi nó thấy nó cũng rồi nó không có đơn nếu nó uống sữa nữa. Rồi sống cảnh gà trống nuôi con. Dạ. Thì tính khổ người cơm này nãy giờ tính tới giờ nó có đói thì mình đút cho nó đỡ được. Cái đó là cái lu gạo vậy? Dạ cái này là cái gạo. Gạo. Dạ. Hôm trước là đám là mấy cô chú sợ không có gạo đãi á nên thành nữ là mấy cô chú cho được mấy chục ký nè, này chắc 20 ký quá. Bịch 5 ký. Dạ. Bịch 10 ký với bịch lớn 10 ký, 20 ký. Dạ. Rồi có ở ngoài chỗ từ thiện người ta hỗ trợ thêm một bao gạo nữa. Ừ. Nhưng mà thì bà chị ở đây nè, bà nói thôi mình làm đơn sơ đi. Ừ. Ai tao biết cũng cảnh bệnh đó. Ừ. Thì người ta cũng giếng rồi chắc cũng tao đi về thôi, mình bớt nấu nước lên. Tại vì giờ không có ai mà tiếp. Không có ai chứ. Với chỉ có được bà chị ngoài ngoài đó là bà hổm bà đút rồi em đó là có quay trong cái clip đó. Bà chị đó bà giúp là tận tâm hết mình luôn. Ừ. Hồi trước giờ sống khổ cực sao cũng được, có vợ của mình thì mình lo lắng tí xíu cũng không sao. Dạ. Mà bây giờ vợ mất thì bây giờ lo hai đứa con, thấy tối ngủ có khi nào khóc luôn không? Cũng có. Cũng có. Nhiều khi em khóc nói sao mà đi. Đi vậy, còn hai đứa con nhỏ nữa sao nữa. Nhiều khi có nó là đỡ lắm. Còn có nó rồi, bây giờ nhiều khi cơm tới giờ mình còn chưa có cơm để ăn. Nhiều khi như mấy em dạy đó, lu bu ăn rộng đó. Còn mình đó, khi đó có bữa như hôm qua đi chung với anh Út nè. Ừ. Là tới giờ đó ba cho con ăn được chưa có hộp cơm gì nữa. Là em đi tới chiều luôn mới về. Thời gian tới con mình sao? Thì em sẽ có một dự định phương án. Em sẽ mặn công việc ở nhà. Ừ. Để cho có cái nguồn thu nhập với phần. Với cái là một phần nữa thì em có thể em dẫn giỏi em sẽ đưa cho bé Hương đi học. Sáng thì mình đưa đi, trưa chúng mình rước về. Thì em chỉ như vậy thôi anh.
Nghe cởi mà chạnh lòng ghê. Dạ. Thưa quý cô bác quý anh chị, nhà của anh Hậu á, hiện nay gần như là mọi thứ nó được chắp vá một cách rất là tạm bợ luôn. Dạ. Từ cái giường, đồ, quần áo và thậm chí là cái phần gạch ở dưới này nè. Ra trước đi anh Hậu. Dạ. Phần gạch ở dưới này nè cô bác quý anh chị, đây là gạch gạch tàu. Dạ. Gạch này thì các bé nó chơi chân không mà bò lên khá là dơ. Và những cái dán ép nó mục nát như thế này nè. Những cái vách nữa. Nói chung là cái nhà dột cột siêu, dầu đổ thì bìm leo. Vợ mất mà sống trong cái cảnh này nuôi hai đứa con nhỏ thì làm gì có được cái. Như ở đây nè, trên cái chỗ mà cái cây này thì mưa nó xuống đây một cái thì em nói là nó ướt nấc trơn luôn. Xuống dây điện đi luôn hả? Dạ. Nhiều khi mà đụng vô điện nó cũng có giật luôn. Ở bên đây nè. Tê tê vậy đó. Rồi vô đây nè cô bác anh chị. Cái nền gạch này mấy đứa nhỏ thường thường nó chơi, nó bưng cát lên nó chơi. Không phải. Sao nền gạch này sao anh nào? Sao mà nó lỗ, có lỗ chỗ này à? Tại vì hồi trước á, kiến nó lầm kiến rồi chuột nó bư á anh. Rồi cái mình đâu có biết đâu. Dưới bông thang cái đi tới đi lui tới lui nứt nó bể. Nó bể dưới đầu cái thì thấy nó nứt nè quá cái nó đưa lên vậy đó. Cái em thấy vậy em mới ấy ra miếng nứt đây ra bỏ để mà mình bữa nào mình đi mua miếng mới. Mà thời gian trôi qua giết rồi mấy đứa nhỏ nó móc và rồi bể tầm lum tầm la cho hết trơn nè. Đi qua đây đi, đi ra trước đi, đây nóng quá. Như trong này nè, cái chuột nó bư đó, bư tầm lum chứ anh thấy đi. Chuột ngày đây bư. Bây giờ, hiện bây giờ mình dỡ cái miếng gạch này lên nè, ngay đây nè. Này đó, lúc trước không có độ dĩ, không có đổ bê tông á. Chỉ cán xi măng, cán cát thôi. Dạ. Có thấy không, phía bên trong thì ba cha con cái nhà này cũng là rất nhiều lỗ luôn. Ủa ngoài đường. Cái ra ngoài trước đi. Cái đường thì cũng hơi chấp vá. Dạ, cái màn mấy năm nay mua lại có đâu có nhiều tiền đâu, mà nhiều khi mình ngán mua lắm. Mà mình mua thì không có tiền cho con nó uống sữa. Thưa với cô bác anh chị, nãy giờ thì cũng tâm sự với anh Hậu về cái câu chuyện ngôi nhà, cũng như là cái câu chuyện về một người gà trống nuôi con. Thì lúc đó thì anh Hợp với anh Vũ cũng đang khảo sát cái phần nhà này nè. Ngôi nhà khá rộng hả anh Hợp? Dạ. Anh Vũ với anh Hợp thấy cái ngôi nhà này sao, như thế nào? Về những cái phần tôn, rồi những cái phần đố đà, cái cây đòn tay là sao anh Hợp? Nó xuống cấp hết trơn rồi. Dạ hả? Con cũng được, nó xuống cái này cái mục trơn. Dạ. Mưa dột anh nói điện nó chạy xuống ào ào luôn á. Ngày hôm nay á thì sở dĩ Bùi Hồ qua đây á vì có được sự hỗ trợ của bạn Hằng. Bạn Hằng nói rằng là các anh thợ có thể tính sửa lại cái phần nhà này là bao nhiêu, bạn Hằng ở Mỹ á thì có thể báo cho Hằng biết. Và cái thứ hai á là hỗ trợ cho anh Hậu á vào thời điểm này á là làm sao cho hai bé được đến trường đến lớp. Dạ. Bây giờ thì lỡ dở việc học rồi thì bây giờ mình gỡ chủ nhà của chủ gì anh nói ngày hôm qua đó. Dạ, chỗ nhỏ em không gỡ học kìa. Gỡ học á, thì gỡ học trên nhà thờ ông trưởng trên này nè. Ngày nhiêu thì hồi trước bà chị mới có nói đó, thì lúc trước mình đóng tiền một ngày là 15 ngàn. Nhưng mà có đợt hỏng thì bà nói thì thôi giờ cũng như thay giờ thấy em bà hỏi sao mà đợt này bé Hương không có đi học nữa. Cái em mới nói bây giờ là em hết khả năng cho đi học. Tại vì màng giác muối thì nó bấp bênh. Nhiều khi có bữa mình giác được 100 ngàn cũng có, rồi nhiều khi có bữa mình không có giác, rồi nhiều khi kéo dài 4-5 ngày rồi tới giờ mình đi lại á, đi giác lại á thì lớp nào không có sở phí và tiền ăn để mình đi giác, có đôi khi nhiều khi không tiền đó, rồi mình đi mình hỏi mượn mấy anh em, hỏi mượn người ta chứ cũng nhiều lần chứ người ta thấy rồi người ta ngại, nhiều khi có anh em thì thương lắm thì ảnh cho mượn, còn nhiều có người không có như thấy mình nó không có được cảm tình đó thì người ta sẽ không có giúp. Bởi vì mình mượn người ta quá nhiều lần đó. Bây giờ anh giải quyết lo cái chuyện học cho bé Hương, hai bé gửi đến trường, đến nhà trẻ gì đi. Dạ. Và giữ đi thì chi phí đó thì ngày mai hay gì gửi, cứ gửi đi rồi nữa em sẽ hỗ trợ. Và Bùi Hồ cũng nhận được sự hỗ trợ của Từ Quý Mạnh Thường Quân. Tuy nhiên thì để công bố danh sách Quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ anh Hậu á. Dạ. Thì chắc có thể là mình sẽ gom vô là cái sửa cái phần nhà luôn ha anh Vũ với anh Hợp. Dạ. Dạ, cái nhà này bề ngang nhiêu anh? Bề ngang tới 7 mét mấy á. Dạ hả? Nếu mà làm bóp lại 4-5 được. Dài lấy bằng dài. Dài thì bằng cái nhà. 12 mét mấy. Anh Hậu chịu không?
thì 45 dài 12 bóp lại tiền ăn, có nghĩa là bây giờ anh không có phụ nữ ở nhà, không có vợ nha, quét dọn rất là khó, anh còn phải đi làm nên thành ở nhà này mình gom nhỏ lại bóp mạnh nhà lớn 45 rồi mạnh nhà lớn lắm với anh Thảo thấy thì... sao ý của mấy anh dự định thì sao thì ép em đi dạy và ý mấy anh giúp em như vậy là em cảm ơn rất là nhiều lắm rồi. Khả năng em thí dụ em thấy bây giờ nói chung ra thì nói chung ra từ đây thí dụ mà mằng mà tới già để ăn nó mà chưa có tiền mà để không biết chắc có thể có sửa lực được cái nhà hay không nữa. Như bây giờ hiện tại như bây giờ đấy, ví dụ như mà vợ em còn sống đi chăng nữa thì em cũng nó cũng bị bệnh tới lui hoài rồi thêm cái phần lo nuôi vợ nuôi con rồi thêm cái này cái nọ cho dù tới già đi chăng cũng chưa sửa được cái nhà. Mà ngày hôm nay mấy anh với các cô bác chú bác Mạnh Thường Quân gom góp lại đóng góp cho em được như vậy là em rất là mừng và quý lắm. Chỉ ngày hôm nay thì em qua để mà khảo sát rồi nhờ các anh thợ tính coi bao nhiêu tiền rồi sau đó là mới biết đường để mà Mạnh Thường Quân với lại bạn hàng ở Mỹ cũng hỗ trợ luôn. Dạ. Thì anh muốn nhà tường hay là nhà tôn? Thì nói chung ra thì các cô chú bác anh chị em á, Mạnh Thường Quân á thì đóng góp giúp cho em được một cái nhà là nói chung em không có mà phải nói là đòi hỏi gì hết, chỉ yêu cầu có cái nhà nó để che nắng che mưa với ổn định là em lo cho hai cháu này về sau và cái đó là mừng quý lắm. Dự định là Bùi Hồ có nói với anh có thể bán vé số được không? Tại vì lúc đó bán vé số thì sẽ dễ rước các bé. Nhưng mà anh nói là anh có một cái nghề gọi là nghề quay chậu. Dạ. Quay chậu kiện. Dạ đúng anh. Rồi cái nghề đó thì đầu ra sao? Đầu ra thì em hồi trước kia lúc mà vợ em còn sống, hai vợ chồng em đã có ý nguyện đó. Thì nào ngay lúc đó em có đi hỏi người ta vòng vòng thì mấy cái chỗ mà người ta bán lẻ đó anh, thì người ta mới có nói rằng là anh đem mẫu chậu đem lại đi nó nhắm, nếu mà coi được phải giá thì tôi sẽ lấy hàng của anh để cho anh bán, để bán. Vốn là bao nhiêu vốn để mà mở cái đó? Đó như hiện tại giờ em được biết là hồi tối mình có ông anh tính sơ sơ ra là vốn hiện tại cái này nọ rồi thấy luôn là rồi mình mua máy móc, cái máy mà để mình mài đó, rồi thêm một cái đồ mà kẹp để mình làm cái khuôn, bộ khuôn răng là mình ấy. Rồi thêm một cái nữa là một cái máy phan. Nó thì tổng cộng mấy cái bộ đó với mình chán cái xăng ngoài sau lại. Rồi mình làm này nọ nói chung ra thì nó tầm tầm chừng khoảng cỡ chừng 20 đảo lại. Để có nghĩa là mua máy khoan, mua làm cái xăng để cho có chỗ quay. Dạ. Mua cái mấy cái máy cắt, máy mài. Dạ. Rồi tới thay gì á, trong khi đó mình làm ra đâu phải mà mình bán liền được một hai ngày đó đâu. Rồi mình cũng chờ cái nó khô rồi thì mình mới đi, ví dụ mình mới chào hàng giao hỏi người ta mà đồ người ta mới lấy được. Nếu mà tao có lấy thì mình mới có cái nguồn thu lại. Mà trong khoảng thời gian nó cũng kéo hơi dài. Em muốn thì em có người ta có anh thì anh tính suy nghĩ cũng sơ cỡ tầm khoảng đó đó. Thì như đó làm vốn cũng ở nhà để chăm các bé cũng được rồi. Có tiền ra tiền vô, quan trọng là mấy cái nghề đó là quan trọng là cái mối ra thôi. Còn việc làm thì nó dễ lắm. Quan trọng là kiếm cái đầu cho nó ra cái sản phẩm đó. Anh Hợp ơi, cái nhà này thì mình cái nhà vệ sinh thì giữ nguyên. Còn mình chỉ em dự định là mình tính cuốn nền á. Cuốn nền rồi mình dán gạch. Ô cái nền có sẵn rồi. Nền nâng cấp bằng sao lên chút xíu rồi. Cho nó bằng. Dạ. Giờ lót gạch. Rồi sau đó là mình dán gạch bông, cái dán gạch men á. Lót gạch bông. Dạ. Rồi với lại đóng la phong, nhà chắc cắt cao cao chút xíu anh vô. Nhà này thấy em thấy nó thấp quá, đứng ở trong đó chịu không nổi. Nhà này trước em lấy từ 4.2, 4.3. Dạ. Vậy đây là cái phần đất mà nó hợp pháp của nhà mình luôn đúng không anh Hồng? Dạ đúng anh. À cái đây là anh có giấy chủ quyền rồi luôn đúng không? Chủ quyền sở hữu là của em. À. Mình thấy diện được bếp cái nhà lên là dạ. Hồi anh có làm chậu rồi, cũng làm chắc là viên được. Làm căn nhà, máy mình che tầm bự thôi. Tại chậu mình làm trong nhà lớn chính. Nghe tin này mừng không? Thì dạ mừng lắm anh ơi. Trời ơi, nói phòng đó luôn. Một khách nói chung ra là ngủ dưới cái bếp luôn. Mừng lắm. Nghĩ là một phòng cũng được. Được một không giờ phòng ngủ thôi. Cái nhà này cái thước nó đã dư. Dư hai phòng làm. À. Tại cái thước dư. Mình làm một phòng thôi. Anh trước cái phòng khách ở sau cái nhà bếp á anh. 12 mét mấy. Dạ. Con mình dưới cấp này chạy ra 17 mét mấy. Ừ. Là làm hai phòng cũng được. Chạy vào một phòng hay hai phòng gì cũng được. Thì lúc đó nữa mình tính sao. Dạ. Nghe mừng không? Tại cái này em mừng phải nói là
em suy nghĩ học tả không ra luôn nữa. Dạ. Chứ nếu như mà giờ cuộc đời của hai chồng, ba cha con em như giờ vợ ra đi như nè, nếu như mà mấy mạnh cô chú Hồng Quân mà nếu mà như là thấy như mà trước như mà em suy nghĩ cũng như là không có ai mà hỗ trợ giúp gì đó, thì em mằng cho dù suốt cả đời tới chết đi chăng cũng chưa được cái nhà nữa. Rồi tới đời con em tắn lên cũng chẳng vậy. Bây giờ không có khả năng mà để mà làm những cái nghề này nọ đồ được đó. Ví dụ như bây giờ em không có năng mà ví dụ mà rồi em đi bán giấy số, bán hoài, bán thì đủ ăn hay này nọ, nhiều khi có bữa thì hụt lên thiếu xuống đồ, hoặc là ví dụ như nó động lại thì em sẽ lỗ và vốn không có để ăn nữa, thì có đâu mà tới được cái nhà như vậy. Nhờ Mạnh Thường Quân hôm nay thì thấy như vậy, hoàn cảnh như vậy thì em có anh Bùi Hồ có nói có dự định tính giúp cho em được cái nhà, thì bây giờ em nói chung ra là mừng không có tả xiết được, chắc là mừng lắm, muốn khóc luôn. Cái dạ. Cái nền này thấy nó bị ấy quá anh Hợp hả, nó nứt nãy lên sửa lại cái nền lớn. Dạ nên mình đổ dĩ luôn không? Không đổ dĩ thương được, sắt thương được, mình đi nó gạch còn mình bóp cái nền lại thì mình sẽ lấy cát ở từ phía cái phần dư á, mình đưa qua cái nền bên kia. Cái này hồi để cho ảnh có sau này ảnh có che vậy là có cái nền sẵn luôn ha anh, tiện hơn để che chống luôn. Nhà lớn ra nhà lớn của cái này che chống rồi hết, quay chậu rồi để thẳng chống được. Nhưng mà mình làm ngày hôm nay là qua để đây để khảo sát biết bao nhiêu tiền để mà biết hỗ trợ, thì có gì em sẽ thông tin với anh. Dạ. Nhưng mà cũng như em cũng như miếng quý Mạnh Thường Quân gửi gắm như thế này nè, cố gắng lo cho các bé đi học. Dạ. Làm gì làm phải cho nó đến trường đến lớp để biết chữ. Dạ. Để sau này nó có cái nghề để đâu nó cũng khổ nữa. Dạ em tính là coi phương hướng của em như vậy đó. Chứ thay vì bây giờ bé này nó còn nhỏ lắm, rồi mình bồng lớp nào đi bán cái số, rồi trời mưa trời gió khi lặn lội lớp nào như mình lời hay nào không nói, nhưng mà nhiều khi rồi nó bệnh lại nữa rồi mình bỏ cái công việc mà bán giấy số ấy, mình mất đưa cho bệnh viện để mình nuôi nó, thì em thấy cái vấn đề đó, bởi vì em không có đi bán giấy số được, bởi vì em quen em tính là dự định làm chậu từ cái chỗ đó là anh ba ơi cũng được. Dạ nói chung là gánh thời gian nào mình làm thì thời gian lấy, đúng rồi. Dạ. Chăm con luôn cho bán số lỡ mà nó nhỏ công chuyện này kia cái lu bu cái bỏ bê giấy số nữa ôm nó cũng được. Dạ. Hồi sáng đi chợ mua có hai trái bí nấu canh thôi, còn cơm hồi sáng ăn không hết, trường lát nữa ăn lại, nấu canh để trao lên cúng cho vợ. Dạ. Thôi thì ngày hôm nay tụi em qua thăm là gia đình của mình. Dạ. Rồi có anh hai anh thợ đến khảo sát về cái mặt bằng rồi cũng như nhà của mình. Dạ. Để có thể nếu như có cất thì sửa lại tranh thủ càng sớm càng tốt. Thầy tôn bây giờ nó cũng đã mục, đã đổi màu xét hết rồi. Dạ đúng đó. Rồi. Thì anh cứ an tâm, khi mà anh cứ an tâm cái việc mà lo cho các bé, còn cái việc mà sửa nhà sửa cửa thì em sẽ liên hệ với Mạnh Thường Quân để lo cho anh có một cái nơi mà tránh mưa tránh nắng đúng nghĩa, và dạ. coi như là linh hồn của chị cũng phù hộ cho anh và các bé làm ăn càng ngày càng phát triển hơn, cố gắng. Dạ. Chăm các bé nha anh. Dạ. Dạ. Thì dạ. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả quý Mạnh Thường Quân đã ủng hộ đến thời điểm này. Cảm ơn bạn Hằng ở Mỹ ha. Thì sau clip này thì Bùi Hồ sẽ thông tin cùng với Hằng cái chi phí để mà sửa nhà lại bao nhiêu. Còn bây giờ thì chắc có lẽ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở clip sau ạ. Rồi chào anh nha. Dạ, em xin cảm ơn anh. Dạ.